Vâng, shop lại gửi lời chào đến toàn thể các bác các anh em đam mê bẫy chim. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho các bác ba cái lồng để các bác bẫy chòe than, chào mào, chích chòe hay là các bác bẫy chim khuyên. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch của shop. Để anh em mua bán thành công vui vẻ thì các bác điện trực tiếp theo ba số điện thoại của shop để đặt hàng. Shop em là có Zalo theo ba số điện thoại này. Các bác muốn xem chi tiết hình ảnh thì có thể vào Zalo theo ba số điện thoại của shop. Shop phải đến từ Tân Yên, Bắc Giang, anh em nào ở gần nhà thì có thể qua nhà lấy, còn các bác ở xa thì em gửi qua ngành bưu điện các bác nhé. Ship là COD là toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra hàng rồi mới thanh toán cho nhân viên bưu điện. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu đây là cái mẹt, đây là cái lồng các bác nhé. Lồng này lồng bẫy chim khuyên. Thì chất liệu thì cái này mẫu này là lồng bằng kẽm không rỉ thôi nhá. Đấy, chống han chống rỉ nên là đảm bảo chất lượng, cũng giá thành thì nó rất hợp lý cho các bác chơi văn nghệ giải trí. Thì cái mẫu này thì là bẫy chim khuyên, nó nhỏ gọn lắm nhá. Đấy, thì bên em sẽ tặng cho các bác là đi gồm có là hai cái cống, để một là máng ăn, hai là đựng nước các bác nhá. Đấy, lồng này là lồng hai mặt các bác nhá. Đấy, nên là đánh hiệu quả rất là cao. Đấy, đây. Đây là cái mẫu lồng khuyên các bác nhá, lồng hai mặt nên là mẫu này đánh hiệu quả lắm. Các bác nào xem cái video thì đừng quên đăng ký kênh, ấn vào quả chuông để cập nhật những sản phẩm mới nhất ở bên shop. Đây là lồng khuyên các bác nhá, lồng khuyên. Đấy, rất là nhanh, rất là nhạy luôn. Và tới tiếp là cái mẫu lồng bẫy chòe các bác nhá, bẫy chòe than hay là bẫy chào mào. Đây, cái mẫu này thì cũng bằng chất liệu bằng kẽm, 100% là bằng kẽm các bác nhá. Đấy, mẫu này thì anh em yên tâm là sẽ không bao giờ han. Đấy, nó giá thành thì nó chỉ có 300.000 đồng thôi, là bên em bao ship về tận nhà rồi, nên anh em kiểm tra hàng rồi mới thanh toán 300.000 đồng các bác nhá. Giá rất là rẻ, hợp túi tiền cho các bác chơi văn nghệ giải trí. Đây là cái mẫu lồng lồng bẫy chòe, bẫy chào mào các bác nhá. Và tiếp tục giới thiệu cho các bác, đây là cái mẫu lồng cũng bẫy chòe, bẫy chè than hay là chào mào, nhưng cái mẫu này thì là cao cấp hơn các bác nhé. Chất liệu 100% bằng inox. Đấy, mẫu này thì là hình thức nó rất là đẹp hơn, chất lượng nó cũng là cao cấp hơn nên là giá thì nó sẽ đắt hơn. Đấy, nên là các bác nào muốn xem chi tiết hình ảnh hay là về giá cả thì các bác có thể alo trực tiếp cho shop để đặt hàng, cũng như là báo giá cho bác. Bên em này là một đơn vị bán hàng chuyên nghiệp nên là bán tất cả các mẫu phụ kiện săn bẫy, cũng như lồng bẫy, cũng như loa đài bẫy chim, phụ kiện âm thanh, rất nhiều sản phẩm các bác nhé. Nên là các bác nào có nhu cầu thì cứ alo cho shop để đặt hàng. Đây, cái mẫu lồng này rất là đẹp các bác nhé, nên anh em yên tâm. Đây, mẫu này thì lồng inox 100% các bác nhé. Cái này thì nó chất lượng hơn. Đấy, chất lượng hơn, cũng hai mặt các bác nhé, tất cả mẫu là đều hai mặt hết nên là anh em yên tâm. Đấy, mẫu này thì là nó sẽ đắt tiền hơn so với cái lồng bằng kẽm. Đấy, mẫu này bằng inox 100%. Đấy, hình này hình trái tim rất là đẹp luôn. Cầu tử thì nó là hình trái tim này các bác nhé, cầu tử. Đấy, mẫu này thì nó đánh rất là hiệu quả. Đấy, chỗ này thì các bác, đây chỗ này là các bác để con chim mồi vào trong này. Đấy, chim mồi trong này. Thì đây bên em là các bác mua lồng em sẽ tặng hai cái cống luôn, cống ăn, cống uống nước. Đây này, các bác xem sản phẩm thì mới đặt hàng. Đấy, rất là nhạy luôn. Nên là một đơn vị bán hàng chuyên nghiệp rồi nên là giá cả phải chăng thôi. Nên là anh em yên tâm. Các bác xem kỹ sản phẩm để đặt hàng, đừng quên đăng ký kênh, ấn vào quả chuông để cập nhật những sản phẩm mới nhất ở bên shop. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.